Khương xin chào các anh chị em trong câu lạc bộ của Khương, câu lạc bộ hội những người yêu thích nhạc trữ tình, nhạc vàng, hát trực tiếp. Hôm nay Khương rảnh, Khương sẽ làm clip chi tiết để cho các anh chị em lắp ghép bộ bộ sao card Icon Ubix Pro dùng với mic SM8B, BK200, BK320 gì đó, hoặc là mic dòng 5V, mic BM800, BM900, Ami BM900 vân vân. Thì Khương sẽ làm từ A đến Z và làm rất là chậm để cho các anh chị em trong câu lạc bộ và các anh chị em đang xem clip nhìn theo và gáp một cách nhanh nhất có thể nha các anh chị. Bây giờ Khương trọng tâm vào cái vấn đề chính của cái mic và bộ sao card. Đây là bộ sao card Icon Ubix Pro ha. Bây giờ Khương sẽ găm từ chi tiết cái cách ghim dây hết, xong rồi Khương sẽ hướng dẫn chia sẻ cái cách chỉnh âm thanh của mic luôn. Giờ đầu tiên thì sản phẩm nó đi ghi kèm thì các anh chị em trong đồ thì chắc có hiểu rồi ha. Chúng ta lấy ra thấy cái cục nguồn của adapter, chúng ta găm vào phía sau đít của sao card đây. Chúng ta nhìn thấy chữ đi 5V DC. Thì găm rất là chậm nha các anh chị. Rồi, đầu còn lại chúng ta găm vào ổ ổ điện ha. Rồi như vậy là xong ha. Nó có điện rồi ha. Rồi bây giờ Khương ghim cách ghim tiếp tục đi ha. Chúng ta nhìn phía sau có chữ GL là chỗ phát nhạc đây. Sản phẩm nó đi kèm dây phát nhạc thì chúng ta găm vào. Vậy nó đi kèm theo trong sản phẩm nha. Chúng ta có thể ra tiệm điện tử mua cọng dây 5m, 10m thì cũng được. Nếu mà chúng ta muốn dây nó dài á, tiệm điện tử nó bán rất là nhiều. Muốn dài mấy mét cũng có hết. Đây. Đó. Tiếp tục. Chúng ta lấy dây clip ba màu hoặc là dây MA2 gì đó, sản phẩm chúng ta mua ở đâu nó có kèm theo dây này đây, hoặc là cọng dây này, tùy theo nơi, có nơi đưa cọng dây này, có nơi đưa cọng dây này MA2 và ba màu đều được hết nha các anh chị, không quan trọng, được hết. Chúng ta quan trọng nhìn kỹ cái đầu màu đỏ nè, chúng ta găm kế vào cái dây phát nhạc ha. Thì đầu đen còn lại chúng ta găm vào cái máy phát Facebook đó, cái máy Khương đang quay phim đó, chút Khương găm và Khương test cho các anh chị em luôn ha. Cái đầu máy phát nhạc thì cái đầu còn lại thì chúng ta hiểu găm vào đâu ha, găm vào máy phát nhạc. Nhạc đây. Nếu mà điện thoại của chúng ta úp lưng dày quá chúng ta tháo úp lưng ra nha để nó không đụng nha các anh chị. Rồi, xong phát nhạc. Tiếp tục tới cái phần găm mic. Khương sẽ hướng dẫn chia sẻ găm hai dòng mic luôn. Dòng mic 48V vào và mic 5V. Đây, mic SM8B chuyên ví dụ luôn. SM8B chúng ta có một đầu như thế này, một đầu găm vào mic như thế này ha. Đây, cao lên cho các anh chị thấy. Thì chúng ta găm đây. Găm vào 1, 2 gì cũng được hết nha các anh chị. Các anh chị nhớ cái mũi tên nè. Nhìn cái mũi tên đây, gần gần lại. Đó, có cái mũi tên cho nè. Chúng ta găm vào cái cốc là xong. Rồi chúng ta, nếu mà chúng ta xài mic dòng 5V. Đây, Khương ví dụ luôn. Đây là mic BM900. BM900 thì đầu còn lại chúng ta như thế này thì chúng ta đâu có găm được đúng không? Chúng ta đâu găm vào cái lỗ được. Thì sản phẩm nó có đi kèm một cái jack như thế này. Thì chúng 3.5, ra 3.5 đây. Các chị thấy không? Cũng rất là đơn giản ha. Nếu anh em xài dòng mic nào cũng xài được hết. Rồi tiếp tục tới cái phần hai cái jack này là cái jack, hai cái jack để mình gắn cái tai nghe kiểm âm đó, tai nghe điện thoại đó. Thì sản phẩm nó cũng có đi kèm một cái jack thế này. Chúng ta găm vào 1, 2 gì cũng được hết. Tùy nha. 1, 2 gì cũng được, không sao hết. Chúng ta găm vào 2 thì hồi chúng ta chỉnh âm bên 2. Thì cái tai nghe, thử ví dụ cái tai nghe đây. Tai nghe điện thoại, tai nghe này đây cũng được.
này chúng ta găm vào tai nghe ha. Đó. Như vậy là Khương đã hoàn thành cái phần ghim dây hết nha các anh chị. Bây giờ Khương sẽ hướng dẫn cách chỉnh hát clip cho các anh chị. Đây chúng ta nhìn kỹ đây. Đây là cái chế độ hiện tại đã ra 27 đúng không? Nó tới 72 cái chế độ echo. Chúng ta hát cái thích cái chế độ nào chúng ta alo. Chúng ta chỉ dùng 27 phải không? Chúng ta chỉnh lên 32 nè. Chúng ta đè vô cốc. Nó đang chế độ 32. Ví dụ như chúng ta thích cái chế độ 35. Thích hát chế độ 35 chúng ta nhấn vô một cái nó chết chỗ 35 là 35 quăng quăng. Đây là 42. Chúng ta nhấn 42. Quăng quăng như vậy đó. Thì tùy theo mỗi giọng mọi người nha. Tiếp tục là cái chế độ hát clip chúng ta quan trọng đây nè, quan trọng chúng ta nhìn kỹ nè nha. Nếu chúng ta hát cái mic 48V chúng ta nhấn vô nè. 1. Chúng ta nhấn hết 5 nút này cho Khương, Khương chỉ cho nó nhanh nhất. Các em nhìn kỹ đi, 5 nút. Chúng ta thiếu 5 nút, một nút nào trong 5 nút này thì chúng ta sẽ không hát clip được. Chúng ta anh chị em nhớ chú ý cho Khương nha. Cục sao cả icon bắt đầu 5 nút này phải có đèn nha. Thiếu một nút gì là không được nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, nhìn kỹ các anh chị em. Đây là chế độ hát clip đây. Rồi, tiếp tục hướng dẫn cách chỉnh. Nút trên cùng chữ 2 đây. 2 là chép. Chép nè, dù 50, 60 gì tùy ha. Tùy anh em chỉnh ha. Bass nè. Các anh chị em sẽ chỉnh không? Bass 50, 40 vậy đó ha. Âm chung nè. Âm chung. Đây là nút ngoài cùng, nút màu đỏ là âm lượng nhạc. Âm lượng máy phát nhạc. Phát nhạc nha, nhạc nhỏ lớn lúc này đây. Đây là nút nhạc nhỏ lớn. Âm lượng của mic thứ nhất. Âm lượng của mic thứ hai à. Âm lượng của tai nghe thứ nhất. Âm lượng của tai nghe thứ hai này. Rồi quan trọng cái nút này nữa. Cái nút bự nhất master nè. Chúng ta dặn lên để cho 90. 90, 80 gì đó. Cái này mình dặn vô người mình ngược kim đồng hồ là khán giả không nghe nha. Quan trọng các anh chị em chú ý nha. Cái nút này nha. Lúc này lúc nào phải dặn ra ngoài nha. Thuận kim đồng hồ nha. Chúng ta quên chúng ta dặn như vậy là chúng ta hát không ai nghe gì hết á. Trừ khi nào mà chúng ta đang hát mà có điện thoại, có khách gì để điện thoại chúng ta muốn không cho người khác nghe thì chúng ta phá lại. Là tất nhiên mình nói người ta không có nghe. Đây, các anh chị em chú ý cái nút này, âm lượng tổng. Âm lượng khán giả Facebook. Các anh chị em chú ý là âm lượng khán giả người nghe Facebook để cổ vũ cho mình đó. Hai cái nút này chúng ta trên phần mềm chúng ta không xài nha. Không cần thiết, không cần chỉnh cái nút hai cái nút này. Hát này không cần chỉnh. Rồi như vậy là xong. Bây giờ Khương sẽ găm dây clip vào. Khương sẽ phát nhạc cho các anh chị xem luôn. Nếu mà có nhạc là ok nha các anh chị. Bây giờ Khương mở bài nhạc lên rồi Khương găm vào dây clip vô. Nếu mà có nhạc là đúng nha các anh chị. Nhạc. Nhạc. Các chị có nhạc không? Có nhạc có tiếng mic là đúng nha. Alo mà các chị em nghe tiếng nhạc tiếng mic nó rõ là đã ok. Nếu mà Khương bắt nhạc các chị em nghe nhạc là ok ha. Rồi Khương hát thử cho các chị em nghe nữa. Thank you.
xem nghe nha. Cái này là mic BM900. Còn mic bên đây là mic SM8B. Mic nào mình hát được hết. Rồi bây giờ Khương sẽ hát một đoạn karaoke ha. Karaoke đường tím bằng lăng. Dạ Khương chỉnh Khương hát luôn ha. Alo 12 12 34 56. Alo 12 12 12 12. Đường tím bằng lăng xong ca đi. Rồi. Cương hát nếu mà có anh Diệp có nghe nhạc là ok nha. Ai gọi vậy ta? Ai gọi? Đang làm clip mà bị gọi đó. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta. Hát gì được ha các anh chị, để clip nó rất là dài. Bây giờ Khương đã test ok hết. Nếu mà các anh chị nghe hơn tiếng nhạc là ok hết. Bây giờ Khương sẽ tắt và Khương sẽ rút ra từ món cho các anh chị nha. Đây là dây phát nhạc. Khương sẽ hướng dẫn từ chi tiết hết ha. Rút cái dây mic sau cùng ha. Khương sẽ dở lên cho các anh chị xem hết từ đầu lại một lần nữa nè. Giờ Khương rút dây clip ra nha. Rồi, Khương rút dây clip ra đó ha. Rồi, Khương rút từ món ra hết cho các anh chị xem đây. Các anh chị em nhìn kỹ đây. Dây phát nhạc nè ha. Dây live stream nè, ba màu nè. Dây nguồn của cục adapter nè. Mặt trước nè. Dây mic 1 nè, mic 48V nè. Mic 2 nè. Tai nghe nè. Nó chỉ có như vậy thôi, rất là đơn giản. Thì clip của Khương gần 15 phút. Nhưng mà các anh chị về xem game rất là nhanh. Còn nếu mà anh chị em nào mà không biết cách game nữa thì Khương game sẵn, Khương sẽ chụp hình gửi sang cái nữa là tuyệt đối các anh chị em nhìn vào cái hình là ghim được ngay, không cần xem clip cũng vẫn ghim được. Nhưng mà Khương cố tình làm clip này để cho các anh chị xem cái cách chỉnh của Khương và để sau này chúng ta hát nha. Cuối cùng chúc các anh chị em trong câu lạc bộ luôn luôn nhiều sức khỏe và các anh chị em đang xem clip trên toàn quốc thật là nhiều hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Xin được phép chào các anh chị em mọi miền tổ quốc ạ.